Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh Mèo Vặt 789, kênh chuyên chia sẻ về những mèo vặt hay và hữu ích trong cuộc sống. Trước mắt các bạn đang xem đó là một chiếc trái tim được làm bằng tăm nhọn là tăm quế và có sử dụng đèn led. Trong trái tim bằng tăm này mình thực hiện bên trong thiết kế có kiểu là có bông hồng và trái tim, và đặc trưng là vào ngày 8/3, các bạn có thể thấy số 8/3. Bây giờ mình sẽ cắm điện test thử cho các bạn xem. Chiếc trái tim chúng ta đã nháy. Thì trong chiếc trái tim này các bạn có thể điều khiển cho nó nháy theo cách riêng của các bạn, giống y chang như cái dàn để nháy chúng ta hay sử dụng vào dịp Tết hoặc là Noel. Thì các bạn cứ bấm đằng sau là nó nháy theo kiểu như vậy, có 8 kiểu. Để mình bấm thử các bạn xem nhé. Đấy, nháy theo kiểu chúng ta thôi. Và ở đây mình thiết kế theo kiểu trái tim nguyên, nó là màu tím. Còn trái tim nữa thì là thiết kế theo màu xanh lá. Các bạn có thể xem chi tiết về cái viền này nhé. Nó được làm tăm xếp chồng theo kiểu hình nhọn. Trong đây có sử dụng hai dàn để nháy, ba hộp tăm, ba lọ keo 52, dây kim tuyến khoảng tầm 5-6 giây và một bìa cắt tông. Nếu bạn nào muốn làm được một chiếc trái tim như thế này tự làm thì các bạn có thể xuống cái phần nhận xét hoặc phần bình luận ở bên dưới video này để thấy link video hướng dẫn chi tiết của mình. Làm một cách chi tiết nhất, hướng dẫn các bạn làm một cách chi tiết nhất. Cuối cùng xin chúc mừng các bạn thành công và chúc các bạn hạnh phúc cho ngày 8/3. Chào các bạn.